Thưa quý vị, sau một sự kiện tôn giáo được tổ chức từ ngày 27 tháng 2 đến 1 tháng 3 năm 2020 tại Kuala Lumpur, đã phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19. Bệnh nhân 61 tại Việt Nam cũng từng tham dự sự kiện này. Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Ban quản trị các thánh đường, tiểu thánh đường thực hiện một số nội dung liên quan việc phòng chống dịch COVID-19 cụ thể ban đại diện cộng đồng hồi giáo islam tỉnh tây ninh đề nghị ban quản trị các thánh đường tiểu thánh đường trên địa bàn tỉnh vận động các tín đồ báo cáo với ban quản trị chính quyền địa phương trung thực và thực hiện khai báo y tế theo tờ khai của bộ y tế tại các cơ sở y tế địa phương để thực hiện xét nghiệm virus corona hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài hạn chế đi lại và tiếp xúc với cộng đồng đồng thời vận động người thân các tín đồ nếu có tham gia sự kiện hạn chế đi lại và tiếp xúc với cộng đồng trước mỗi thánh đường tiểu thánh đường cần chuẩn bị nước sát khuẩn để rửa tay. Các tín đồ báo cáo với ban quản trị chính quyền địa phương thực hiện khai báo y tế theo tờ khai của Bộ Y tế để thực hiện xét nghiệm virus corona, hạn chế xuất cảnh ra nước ngoài, hạn chế đi lại và tiếp xúc với cộng đồng. Vận động người thân của các tín đồ nếu có tham gia sự kiện, hạn chế đi lại và tiếp xúc với cộng đồng. Trước mỗi thánh đường, tiểu thánh đường cần chuẩn bị nước sát khuẩn để rửa tay.